Xin chào, video này mang đến cho các bạn trải nghiệm cắm trại lần đầu đầy thú vị. Địa điểm lần này gần hồ suối vàng đường Angkor tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Ở đây chúng ta có thể ngắm được hoàng hôn và bình minh trên đỉnh đồi và dưới bờ hồ. View của chúng ta bao gồm sông, núi, non nước hữu tình. Thật vui khi cùng với bạn bè cắm trại vào cuối tuần phải không nào? Trước khi đi hãy tìm đồng đội nhé, sau đó ngồi xuống tính phí tổn, cần đem theo những gì, chi phí khoảng bao nhiêu và đưa ra kế hoạch cho chuyến đi, dự phòng những nguy hiểm có thể xảy ra nè. Thật vui khi bạn bè cùng nhau đi mua đồ ăn cho bữa tối phải không nào? Sau đây là bảng kế hoạch của mình, bao gồm những đồ dùng, thức ăn, thức uống cần thiết cho chuyến đi. Sau khi chuẩn bị và kiểm tra đầy đủ những thứ cần thiết thì xuất phát và đi cùng với một thổ địa dành đường, có nhiều kinh nghiệm về cắm trại tự túc. Do đó, chúng ta sẽ không sợ lạc và bỡ ngỡ trước những điều mới mẻ nè. Khi đến nơi, việc đầu tiên là chia ra làm hai top. Top 1, dựng lều, tìm củi và đốt lửa trại. Top 2, chuẩn bị cho bữa tối tiệc BBQ hấp dẫn. Nếu top nào xong trước sẽ hỗ trợ top còn lại để nhanh chóng cùng nhau nghỉ ngơi, thả hồn khi hoàng hôn buông xuống. Do là lần đầu nên cái gì cũng cần phải học, bỡ ngỡ quá phải không nào? Thật cần thiết khi bên cạnh có người chỉ dẫn và giúp đỡ nè. Và thành quả là đây. Hoàng hôn buổi chiều tà, tuy không thấy mặt trời lặn nhưng mọi người quây quần bên nhau thật ấm cúng. Bữa tiệc barbecue thú vị, chơi thì nhiều chứ ăn có bao nhiêu đâu, hạnh phúc quá nè. Ảnh chụp nhiều quá luôn, nhiều đến độ đi không nổi luôn. Mọi người quây quần bên lửa trại nô đùa nè, ấm áp quá. Kỷ niệm thật đẹp phải không nào? Thôi đi sleep mới được. Hãy nhớ đặt báo thức nếu sợ bản thân ngủ quên không bắt kịp khoảnh khắc đẹp nhất của bình minh nha. Cả đêm ngủ ấm trên túp lều xinh, giờ ra ngoài không khí lạnh thổi buốt da buốt thịt nha mọi người. Thôi, nhúng đống lửa nhỏ nhỏ ấm tí chờ nắng lên rồi các bạn tha hồ sống ảo, tha hồ hòa mình với thiên nhiên rồi nè. Video đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé.